Xin chào mọi người nha. Hôm nay cuối tuần rồi mọi người. Hôm nay thứ bảy cuối tuần. Cuối tuần chúc mọi người vui vẻ nha. Mới mua được mới mua bịch da bò nè mọi người. Đó. Đây là da bò nha mọi người. Đó, da bò nè. Hôm nay mời mọi người vô bếp với mình nha mọi người. Vô bếp làm món gỏi da bò nha mọi người. Đó. Bây giờ mình đi rửa sạch và luộc cái này. Mọi người cùng làm với mình nha. Da bò rửa sạch rồi mọi người. Đây giờ mình bắt nước luộc da bò nha mọi người. Luộc da bò thì mình cho tiếp xả vô cho nó thơm nha mọi người. Luộc nó ra nước xả nó thơm. Hồi quá da bò nó nở ra, nó tràn nó đầy lên, nó bật cái nắp lên, phải lấy gỗ với đá điện lại. Chín ok rồi mọi người. Này coi. Dỡ ra cho ngâm dưới nước đá luôn nha mọi người. Mình ngâm cho nó ok đây mọi người. Cho trời cứng quá mà cũng sắc mà đâm lỏng luôn rồi. Đó. Mình đi phơi mọi người. Đây mọi người, da bò phơi từ sáng giờ đây mọi người. Đó, trời nó cũng khô giống một nắng rồi mọi người. Đó, bây giờ mình lấy vô để mình chiên nha mọi người. Đây mọi người, đó. Rồi, bây giờ mình cắt cái miếng nhỏ nhỏ vừa ăn. Rồi mình cho vô chảo mình chiên nha mọi người. Ôi, cái này còn nước. Phơi mình nó chưa. Rồi cắt được mới đây rồi mọi người. Bao nhiêu đây để làm thử chiên thử ăn như thế nào đó mọi người. Làm một dĩa gỏi nè. Chiên nha mọi người. Rồi. Đó. Rồi chiên thử nó phồng nha mọi người. Ở đây cũng biết phồng không, lần đầu tiên chiên mà. Lần đầu tiên làm cái món này, tự nghĩ ra làm chứ cũng chưa thấy ai làm nữa.
Đây mọi người cho mấy miếng ha. Được trước thôi mọi người. Thử là nó có phẩm không? Cái này nó có dấu hiệu hiện tượng giòn giòn ở phòng đây này mọi người. Đây mọi người. Càng chiên nó càng teo lại, giống như nó hiện tượng nó chai mọi người. Nó không phồng lên. Mà càng ngày nó càng chai, nó cứng luôn rồi. Chắc là mình phơi nó chưa đủ độ khô hay sao mọi người. À, bây giờ nó càng ngày teo lại rồi. Teo lại còn có chút mà nó không phồng lên rồi. Nó cứng nhắc. Giờ thất bại rồi, chiên nửa tiếng màu rồi mà nó càng ngày càng teo, nó chai luôn cái miếng da luôn, chứ nó không có giòn, nó không có phồng lên luôn mọi người. Rồi, ở đây muốn gần trái luôn rồi đây. Mà nó không có phồng, nó giòn lên mà nó teo lại còn chút xíu. Thôi chắc để nghiên cứu lại, làm lại lần khác mọi người nha.